khi Kalidou Koulibaly chuẩn bị trở thành tân binh của Chelsea vào mùa hè 2022. Anh đã được John Terry phản ứng lại bằng việc gọi đây là chữ ký hàng đầu. Người hâm mộ The Blue thì tin rằng Chelsea đang có một trung vệ sẽ giúp họ sống lại những kỷ niệm một thời cùng Terry. Rõ ràng về vị thế, Kalidou Koulibaly sẽ không bao giờ có cơ hội đạt được những gì mà đội trưởng, thủ lĩnh huyền thoại của câu lạc bộ này từng đạt được. Nhưng hẳn có lý do để anh được John Terry phản ứng như vậy khi trở thành một phần của The Blue. Và để hiểu thêm về sự vĩ đại của John Terry tại Chelsea, thì đây là câu chuyện đó. Tóm tắt lại cách anh đã tạo nên một tiêu chuẩn không thể sánh bằng tại màu xanh thành London. John Terry sinh ra và lớn lên ở quận Bắc Kinh của Đông London. Cũng như bao cầu thủ trẻ khác, Terry đã trải qua việc ngồi dự bị và cho mượn tại đội bóng khác để lấy kinh nghiệm. Trong khi đó, huấn luyện viên của Huddersfield Town đã đề nghị mua anh với mức giá chuyển nhượng là 750.000 bảng. Câu lạc bộ lúc ấy đã đồng ý nhưng Terry kiên quyết không rời sân Stamford Bridge. Họ sau này phải cảm ơn anh vì sự kiên quyết đó. Terry vào đội hình chính thức của Chelsea vào năm 2000 và ra sân trong 22 trận, đoạt luôn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất do người hâm mộ bình chọn. Lần đầu tiên anh có cơ hội đeo băng đội trưởng là vào tháng 12 năm 2001 trong trận đấu Chelsea gặp Charlton Athletic ở Cúp Liên đoàn. Terry lúc ấy vốn đã là một nhà lãnh đạo ngay từ khi còn trẻ và là người mà bạn muốn ở bên cạnh hơn bất cứ ai khác. Anh đã được học hỏi từ những hậu vệ giỏi nhất trong giai đoạn của mình, đặc biệt là đội trưởng và cũng là nhà vô địch World Cup Marcel Desailly, người đã dạy cho anh những bài học quý giá đầu tiên của những năm 2000. Khi đến thời điểm cầu thủ người Pháp rời đi và Jose Mourinho sắp đến để làm rung chuyển Premier League, chỉ có một ứng cử viên rõ ràng được xem là đội trưởng tiềm năng cho câu lạc bộ. Terry khi đó đã là một phiên bản trẻ của những hậu vệ mà Mourinho sẽ xây dựng tất cả xung quanh anh. Lucio, Ricardo Cavanho, Pepe luôn cần một trung vệ có thể làm bất cứ điều gì và bất cứ lý do nào. Và ông với tài thuyết phục lẫn tài cầm quân của mình đã khai thác Terry một cách hoàn hảo nhất. Mourinho đến Chelsea còn mang đến người đồng đội mới cùng đá cặp với anh ở vị trí trung vệ là Ricardo Cavanho. Cặp Terry, Ricardo Cavanho ngay lập tức trở thành một trong những cặp trung vệ tốt nhất lịch sử ngoại hạng Anh. Trong mùa giải đầu tiên dưới thời của Mourinho, Chelsea chỉ để thủng lưới 15 bàn khi họ vô địch Premier League. Còn John Terry đã giành được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất của PFA vào cuối mùa giải. Trong những bàn thắng mà Terry ghi được, đáng nhớ nhất là bàn ấn định tỷ số 4-2 trong trận gặp FC Barcelona tại lượt về vòng 1/8 chưa Chelsea lọt vào tứ kết của Champions League. Terry đã trở thành cứu tinh với một pha đánh đầu thành bàn sau quả phạt góc của Damien Duff, qua đó mang lại chiến thắng kịch tính với tổng tỷ số 5-4 trước gã khổng lồ xứ Catalonia. Ngày ấy truyền thông Anh bắt đầu gọi Terry là người đội trưởng kỳ diệu. Anh cũng chính là hậu vệ xuất sắc nhất châu Âu mùa đó. Không ngừng lại sự xuất sắc, đôi trung vệ này còn giúp Chelsea bảo vệ thành công danh hiệu vô địch giải ngoại hạng Anh với 91 điểm. Họ cũng chỉ nhận 22 bàn thua ở mùa đó. Có một sự thật là Terry cũng đã mắc sai lầm, như với pha đánh đầu phản lưới nhà trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League mùa 2005-2006 với Barcelona, trận đấu mà Chelsea đã để thua 2-1 ngay trên sân nhà Stamford Bridge. Với bất kỳ hậu vệ nào làm việc dưới trướng Mourinho khi ấy, bạn không thể là một người đàn ông tử tế trên sân được, bạn sẽ trông giống một anti-hero hơn. Terry nổi lên với một hình ảnh của một hậu vệ thép, tức là không ngại để chơi bóng và phòng ngự một cách tàn nhẫn hơn. Giống với những trung vệ Anh điển hình, John Terry có đầy đủ sự dũng cảm, đẳng cấp và cả tính máu chiến, điều phân biệt so với các hậu vệ Ý cùng thời. Cái sự xấu xa đó của Terry cũng thể hiện trong những hành động của anh. Ví dụ như anh chỉ trích trọng tài Graham Poole vì khiến anh bị đuổi lần đầu tiên trong sự nghiệp và bị liên đoàn phạt tiền. Nhưng Terry cũng là người phải nhận khá nhiều chấn thương mỗi khi ra sân cho Chelsea. Những cú đạp, những pha va chạm ác ý từ đối thủ khiến anh mất rất nhiều thời gian để bình phục. Trong những năm đó, cứ mỗi một quãng thời gian là Terry lại nhận chấn thương vì sự lăn xả, thậm chí là va chạm với chính Pejček. Có một khoảnh khắc cực kỳ đáng nhớ diễn ra ở mùa giải 2006-2007. Terry đã bất đắc dĩ trở thành thủ môn của Chelsea sau khi hai thủ môn chính thức là Pejček và Carlo Cudicini lần lượt phải rời sân vì chấn thương. Trong những phút cuối cùng, anh giữ sạch lưới và Chelsea giành chiến thắng 1-0. Trong năm này cũng có một giai đoạn Terry bị chấn thương lưng đã bỏ lỡ một số trận đấu của Chelsea. Và vì thế mà khi anh trở lại, Mourinho đã thở phào. 7 tuần vắng mặt của Terry mà tôi có cảm giác đằng đẵng như 7 năm. Năm đó Chelsea giành danh hiệu FA sau chiến thắng trong trận chung kết trước Man United tại sân Wembley.
John Terry không lâu sau đó ký hợp đồng mới với Chelsea để nâng lương lên 135.000 bảng một tuần, trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất ở giải ngoại hạng Anh trong vòng một năm trước khi bị chính Lampard vượt mặt. Bước ngoặt lớn nhất và cũng là điều ngăn Terry đạt đến đỉnh cao danh vọng sớm diễn ra vào cuối tháng 5 năm 2008. Trận chung kết Champions League diễn ra tại sân Luzhniki ở Moscow. Bất chấp những chấn thương đã gặp phải trước đó, Terry đã chơi một trận đấu tuyệt hay trước Manchester United trong 120 phút thi đấu chính thức. Nhưng khi chiếc cúp vô địch chỉ còn cách một quả penalty thì sự lạnh lùng của Terry vẫn không giúp anh vững vàng trước số phận được. Chân trái mất trụ và anh đưa bóng đập vào cột dọc rồi đi ra ngoài. Chỉ còn biết ngồi và gục đầu vào chân, thêm cả những giọt nước mắt không thể nhận ra giữa cơn mưa lớn. Khi Anelka chính thức hỏng ăn ở quả penalty cuối, một tượng đài cũng sụp đổ tại đó. Trong phòng thay đồ, cậu ấy cứ nức nở khóc. Chúng tôi không tài nào khuyên cậu ấy thôi khóc. Đó là lời của Ricardo Cavanho, trợ lý huấn luyện viên của Chelsea khi đó từng xác nhận lẽ ra Didier Drogba mới là người có trách nhiệm đá quả phạt đền thứ 5 cho Chelsea. Nhưng vì Drogba bị thẻ đỏ nên Terry phải nhận trách nhiệm thực hiện. Rõ ràng đội trưởng của The Blue sẵn sàng nhận những trọng trách cao nhất. Ám ảnh không bao giờ chữa lành là những gì báo chí viết khi đó để miêu tả về nỗi thất vọng của Terry. Quả thật Terry không giấu giếm khi nói rằng quả penalty đó sẽ ám ảnh suốt sự nghiệp của mình. Manchester City trong những ngày đầu tạo dựng thế lực của họ cũng từng đề nghị chuyển nhượng John Terry với giá 33 triệu bảng nhưng Chelsea đã thẳng thừng từ chối. Dù con số lên tới 35 triệu bảng Anh và mức lương 250.000 bảng một tuần, anh là một trong những trung vệ như thế từng sót lại của bóng đá Anh. Người mang hơi hướng phòng ngự cũ kỹ và thời kỳ hiện đại và mang trái tim của mình trên tay áo khi ra trận. Nhưng chúng ta phải phân biệt giữa Terry là cầu thủ bóng đá và Terry là một người đàn ông. Ngoài sân cỏ, anh không còn là một hình mẫu mà đó là khi scandal lớn nhất của anh xảy ra. Terry từng là bạn thân với người đồng đội Wayne Bridge. Họ là hàng xóm của nhau và sẽ đi nghỉ cùng nhau vào mỗi mùa hè. Vợ của Terry, Tony, từng là bạn thân với bạn gái của Bridge, người mẫu đồ lót người Pháp có tên là Vanessa. Tháng 11 năm 2010, vụ ngoại tình được Daily Mail đưa tin. Các tờ báo cũng cho biết thêm rằng Terry đã trả tiền cho việc phá thai. Đó cũng là lần đầu tiên Terry bị tước băng đội trưởng của đội tuyển Anh. Nó cũng gần như kết thúc cuộc hôn nhân của anh ta và đe dọa các hợp đồng tài trợ. Đây cũng là giai đoạn mà Terry chịu áp lực rất lớn và liên tục mắc lỗi trong các trận đấu của mình. Nhất là pha để cho Diego Milito ngoặt bóng qua mình rồi tung cú sút mở tỷ số trong trận lượt đi vòng 1/8 UEFA Champions League mùa 2009-2010. Đỉnh điểm của vụ việc là khi Chelsea đụng độ Man City vào tháng 2 năm 2010, Terry đã có dịp chạm mặt Wayne Bridge lần đầu tiên kể từ khi scandal tình ái diễn ra. Khi cầu thủ hai đội làm thủ tục bắt tay nhau, Bridge đã lạnh lùng đi thẳng và từ chối hành động giơ tay ra của Terry và chính anh cũng mắc lỗi trong bàn mở tỷ số của Tevez. Kết quả là Chelsea chịu thất bại 2-4 ở trận đấu này. Tuy nhiên, Ancelotti và cả tập thể The Blue vẫn lèo lái con thuyền này thành công khi lần thứ 3 vô địch Premier League. Họ còn có thêm cúp FA nhờ chiến thắng trước Portsmouth. John Terry vẫn kịp để lại dấu ấn với pha làm bàn giúp Chelsea đánh bại Man United, ảnh hưởng lớn đến kết quả của cuộc đua vô địch. Chelsea sau đó trải qua một quá trình thay đổi huấn luyện viên liên tục trước khi họ có thể tiến tới vinh quang một lần nữa. Đến được một trận chung kết Champions League khác được coi là cách để đội trưởng của Chelsea chuộc lại lỗi lầm của mình. Nhưng trong trận bán kết lượt về với Barcelona, Terry đã dùng tay đấm vào đùi của Alexis Sanchez dù cầu thủ này không hề khiêu khích gì. Đó chính là một trong những quyết định ngỡ ngẩn nhất của Terry trong sự nghiệp. Cơ hội chiến thắng của Chelsea trong trận chung kết với Bayern Munich càng trở nên ít ỏi khi không có Terry. Nhưng Drogba là người đã giúp Terry chuộc lại lỗi lầm với cổ động viên Chelsea bằng một bàn thắng vào lưới Neuer. Trước khi thực hiện thành công quả penalty cuối cùng ở loạt sút luân lưu đưa chiếc cúp bạc đầu tiên về với Stamford Bridge,